Điều quan trọng nữa, bạn phải dám vượt qua nỗi sợ hãi. Bởi vì other side, cái mặt bên kia của nỗi sợ hãi là thành công. Bên này là gì ạ? Fear, đằng trước của một cái nỗi sợ hãi này thì đằng sau nó là thành công. Bạn muốn chạm vào thành công, bạn phải đi qua nỗi sợ hãi. Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi. Đấy, vượt qua nỗi sợ hãi. Bạn phải rời bỏ vùng an toàn, rời bỏ vùng thoải mái thì bạn mới đến vùng sợ hãi. Và tôi cũng nói cho bạn biết, lên đỉnh thì không bao giờ là dễ. Lên đỉnh là toát mồ hôi. Lên đỉnh núi là gì ạ? Chầy vầy. Và những thằng lên đỉnh chỉ có 5% thôi. Còn lại 95%, những thằng còn lại là những thằng bỏ cuộc, những thằng đứng dưới ở núi chỉ trỏ. Và chỉ có những người dám hành động và bỏ qua ngoài tai những người khác lời xì xào thì mới lên được trên đỉnh thôi. Chứ bạn phải cam kết là vượt qua nỗi sợ hãi. Người ta nói khó khăn, người ta nói tuyết lạnh, người ta nói trượt chân, người ta nói đói khát, vân vân kệ. Bạn nếu nhìn thấy đỉnh núi rồi, cứ đi, cứ lao lên. Vì đấy là cuộc đời mới của bạn. Chỉ có một người duy nhất khẳng định được cuộc đời của bạn là tốt lên, đó chính là bạn. Đừng để ai cho mũi vào. Và đừng theo đuổi bất kỳ mục tiêu của ai cả. Hay theo đuổi mục tiêu của mình, phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với mong muốn của mình, phù hợp với định nghĩa thành công của mình. Đó là cái sự bốn.